cao cổ B28C. Vâng, đây là cái chiếc vòi B28C của Casa. Đây. Vòi với cái mạ rất là đẹp. Vâng. Đây là đầu chống bắn nước các bạn nhé, tạo ra bọt nước nó sẽ không bị bắn. Và đây là vòi thôi các bạn. Đây. Casa như các bạn nhé, của Đài Loan nha các bạn. Đây là vòi Casa của Đài Loan, sản xuất tại Việt Nam các bạn nhé. Lưu ý là sản xuất tại Việt Nam, là vòi chính hãng của Đài Loan các bạn nhé. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này liên hệ với tôi theo số điện thoại dưới video này các bạn nhé. Đây là lắp kết hợp với cái chậu là LF 5258 các bạn nhé. Nhìn xa đây, các bạn thấy nhìn xa xem nào. LF 5258. Đây cái vòi kết hợp với cái chậu đó. Đó là giới thiệu riêng rồi. Các bạn quan tâm đến sản phẩm chiếc vòi này, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại dưới video này nhé. Chiếc vòi này với chiều cao là 330 các bạn. 170. Cao nhất là 330 và từ đầu vòi xuống là 175 các bạn nhé. 330 từ đầu vòi xuống. Đây. Đây là từ đầu vòi này xuống đáy là 175. Chiều dài của cái vòi là một từ ra đây là 110 các bạn nhé, từ ngoài các bạn là 110. Các bạn quan tâm sản phẩm này liên hệ với tôi theo số điện thoại dưới video này các bạn nhé, vào trang tdm.vn. Cảm ơn các bạn.